Toàn kiểu chát hết. Tốt lắm, các em có thể xếp hàng lên lớp. Sao phòng này chỉ có 6 người? Em cũng ở phòng này ạ. Vẫn chưa đủ. Phòng này có 8 người cơ mà. Thằng nào nhốt cậu vào đây thế này? Em chào thầy ạ. Đến giờ lên lớp rồi ạ. Lớp B2 sẽ bị trừ điểm thi đua tháng này. Chuyện còn lại tôi giao cho thầy. Cảm ơn thầy. Tôi rất thất vọng về em. Dạ, thưa thầy. Tại cậu Quân hay trốn thể dục, làm ảnh hưởng đến lớp, nên em mới... Lỗi của cậu Quân tôi sẽ xử lý. Nhưng em đã làm như vậy là gian dối. Em có biết phẩm chất quan trọng nhất của người học viên cảnh sát là phải trung thực thật thà không? Em xin lỗi thầy. Em phải viết kiểm điểm và quét sân trường một tuần cho tôi. Dạ vâng. Em chào thầy. Em chào thầy. Ok thầy. Thầy chờ một chút được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Thầy có điện thoại đấy ạ. Alo, tôi nghe. Tôi Khải đây. Vâng. Có chuyện gì không anh? Hôm qua cậu Quân giúp tôi làm ít việc đến khuya, nên sáng nay không dậy thể dục được. Anh đừng kỷ luật cậu ta nặng quá. Tôi hiểu rồi. Chào anh. Thầy, em thực sự biết lỗi rồi. Thầy mắng em đi ạ. Chuyện sáng nay tôi biết là cậu cố ý. Lẽ ra phải kỷ luật thật nặng. Nhưng nể lời thầy Khải, cậu cũng phải quét sân một tuần cho tôi. Nhưng mà thưa thầy, từ đầu năm đến giờ em bị phạt quét sân 4 lần rồi. Có hình phạt nào mới không ạ? Thôi cậu đi cho tôi. Alo. Mẹ à. Mẹ mà chỉ cần gọi thầy Khải chậm 3 giây nữa thôi là con ăn kỷ luật đấy. Mẹ mà không đến là tuần này con không về đâu. Vâng, thế nhá, chào mẹ. Lớp trưởng bị phạt quét sân trường một tuần thật à? Nhưng mà vì... Đấy, cậu đây đã nói làm được là làm được. Không tin thì hỏi đi. Ừ.
Này. Nhưng ông cũng bị quét sân trường cơ mà. Này, lúc sàng độ ấy, cậu đây chỉ nói là phải tráng án. Với lại ai mà quét sân giúp cậu ấy, thứ bảy này cậu sẽ mời đi party. Party, thích thế, party á. Anh hứa đưa em đi rồi mà. Em sẽ quét hộ anh mà. Ok, ê, đâu cao tay đấy. Tội lỗi quá. Tôi đâu có ngây thơ như ai đó. Nghĩ người ta ngủ say rồi khiêng người ta đi lúc nào không biết. Đúng không? Nhỉ? Không phải đâu. Tại lớp trưởng thương muốn tặng ông đội cá này đấy. Tôi nghi đội này thông đồng với nhau chơi anh em mình lắm. Không phải chứ. Ông là B trưởng mà lại đâm sau lưng chiến sĩ thế à? Tôi thật thất vọng với cậu. Đủ rồi đấy. Rõ ràng cậu bày trò, giờ còn chế nhạo người ta. Cậu không thể quá đáng à? Không. Còn cả các cậu nữa, không khuyên can đồng chí đồng đội, lại còn hùa vào cá cược. Các cậu có biết ngành công an nghiêm cấm cờ bạc dưới mọi hình thức không? Này 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 này, ở đây ai cờ bạc ai cá cược, cậu có bằng chứng gì không? Rõ ràng vừa nãy các người đưa tiền cho nhau, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Đâu? Ai thấy? Ai thấy? Các cậu thấy không? Không. Tôi cũng không thấy. Đấy. À, tôi biết rồi. Hay là cậu ghen tị với tài năng và đức độ của tôi, cho nên cố tình dựng nên chuyện này để nói xấu tôi chứ gì? Cô có biết ngành công an nghiêm cấm vu khống người khác dưới mọi hình thức không? Tôi rất thất vọng về em. Cậu đúng là cái đồ. Cô cũng là cái đồ. Thôi, chung vào lớp rồi kìa. Mọi người về hết chỗ đi. Tôi xin lỗi. Thôi khỏi. Nhất bà nhá, tuần này được đi party với anh Quân rồi. Nhưng nghe nói đám bạn của Quân ở trường ngoài trông chơi lắm. Chuyện party lần này là khai trương nhà hàng bạn anh ấy đấy. Bằng tuổi mình mà đã có nhà hàng riêng rồi. Chứ sao. Ngọc này, bọn mình chưa đi party bao giờ. Lần sau Ngọc bảo bạn Quân cho tụi mình đi với. Để xem sao đã. Ôi, cái này đẹp thế. Người mẫu có khác mà cái gì cũng đẹp. Ngưỡng mộ thật đấy. Anh Quân của tôi đẳng cấp lắm, xuề xòa làm sao được. Hai cậu cứ chịu khó đầu tư đi, rồi tôi sẽ bảo anh Quân giới thiệu bạn cho nhá. Nhớ đấy nhá. Rồi, yên tâm đi. Đúng là bạn gái của anh Quân có khác. Đến giờ cơm rồi, để tôi đi lấy bát cho Ngọc. Chiều Ngọc cũng phải quét sân đâu, để bọn này làm cho. Canh nông thế nhỉ? Cạnh đây. Tôi đã lấy cơm rồi, các cậu đi lấy canh đi. Lần nào bọn tôi cũng đi lấy canh luôn mà. Thôi, so đo làm gì, để tôi đi lấy cho. Thư đâu ấy nhỉ? Cậu ấy có bao giờ ăn cùng bọn mình đâu. Chờ làm gì, ăn đi. Chắc là được mấy anh mời đi căng tin rồi. Thấy mình xinh, tinh tập thể, chắc làm gì. Mắt của con trai thế nào ấy chứ. Tôi thấy Ngọc ấy đúng là hoa khôi của trường mình. Đưa bát đây tôi lấy cơm cho. Anh Quân, anh ăn cơm xong rồi à? Tôi vào căng tin ăn, đồ ăn này nuốt sao nổi. Phải đấy, em cũng thấy khó ăn ghê. Vậy cô tự vào căng tin mà ăn.